Xin giới thiệu đến mọi người những món đồ cổ mà em sưu tầm được và trao duyên về cho những người khách hàng cực kỳ kỹ tính. Phần lớn khi mà chúng ta sưu tầm đồ cổ thì ai cũng mong muốn được những món đồ già tuổi và lành lặn. Thì đây là những cái trang phẩm mà em trao duyên gửi về cho người anh ở miền Tây, tỉnh Tiền Giang. Anh là một trong những cái món đồ mà phải nói là lành lặn. Những món đồ ở đây là rất là đáng để sưu tầm. Thì người anh này rất là chọn lọc, khi mà ở bên ngoài có vô vàn những cái người trao duyên bán những món đồ cổ, nhưng mà thật sự là nói thì là đồ cổ nhưng mà bên trong nó là những món đồ giả cổ rất là khó lường. Đấy, thì người anh này đã chọn lọc ở nơi em để mà mua và sở hữu những cái trang phẩm quý, những món đồ cao tuổi mà đặc biệt là lành lặn. Đấy, thì em cũng là người nói chung là cũng khá là kỹ tính và đã chọn lọc cho những người anh những cái món đồ mà khi sở hữu được thì ưu ái gửi cho người anh xem. Thì hôm nay em xin giới thiệu cho các bác cùng xem và chiêm ngưỡng những cái món đồ cổ đời nhà Minh. Đấy, thì trước tiên đây là một cái đĩa Minh, đây là một cái đĩa mà gọi là tứ hạt đằng vân, nghĩa là bốn con hạt này biểu tượng cho bốn hướng. Đấy, bốn hướng, bốn phương hướng thì nó quay quần bên nhau, bay dẫn ở trên mây. Đấy, đây là một cái điểm minh rất là lạ, vẽ hiếm nữa. Bên ngoài là vẽ bên ngoài này, vẽ phong cảnh cây cối bên ngoài nữa. Đấy, hiệu dấu vuông là một trong những cái hiệu mà nó rất là ít gặp. Đấy, thường thường ngay những món đồ mà đồ sứ ký kiểu của Việt Nam mình đặt làm tại triều nhà Thanh thôi, những món đồ dấu vuông á, thì nó đã là quý rồi. Thì hôm nay em cũng xin giới thiệu cho các bác xem, thì em thì cũng nhờ người dịch dùm á, thì cái hiệu này là hiệu chữ Phước. Đấy, hiệu là chữ Phước này, hay còn gọi là hiệu chữ Phúc. Đấy, em xin quay gần cho các bác xem này, hiệu chữ Phúc. Thì có nghĩa là bốn con hạt này bay quay quần bên nhau gọi là tứ hạt đằng vân. Thì hiệu chữ Phúc thì coi như là giống như là một cái gia chủ, để mà chúc cho gia chủ có phước phận quý báu. Đấy, còn đây là cái đĩa vẽ hoa phù dung, bên ngoài có vẽ những cái pháp khí cổ đồ. Đó, pháp khí cổ đồ. Đó, thì đây là những món đồ của trong giới nhà Phật. Đặc biệt những món đồ này lành tuyệt đối hết luôn. Còn cái hiệu đề này là tạm thời cũng chưa cái dịch được, vì người thì nói là chữ lộc nhưng mà em cũng chưa dịch ra được. Hiệu đề dấu vuông, tất cả những trang phẩm này đều lành lặn tuyệt đối hết 100%. Đấy, thì còn đây là một cái cặp đĩa tước lộc phong hầu. Thì ý nghĩa của điện tích tước lộc phong hầu này á, thì tước là con chim khổng tước, lộc là con nai, là trong thuật ngữ tiếng Hoa là người gọi là con lộc, hầu đây là hầu vương, là con khỉ. Đấy, thì ba con chim tước này á, là đại diện cho cái giới quý tộc, là một trong những cái loài chim mà nó đẹp, mà nó khi mà chúng ta nuôi ở trong nhà nó biểu tượng cho sự sang trọng và quý phái. Những nhà giàu địa chủ quan lại ngày xưa người ta mới chơi chim, mà chơi những loài chim mà nó mang cái chất gọi là sang trọng, mà nó giàu có. Còn con nai là biểu tượng cho chữ lộc. Đấy, lộc là đem những cái tài vận lộc vào nhà. Đấy, thì còn cái con khỉ là biểu tượng cho sự lanh lẹ hoạt bát, đại diện cho kinh doanh hoặc là những cái công việc nó luôn hạnh thông. Đấy, còn pháp khí cổ đồ trong giới nhà Phật thì luôn luôn đem đến những cái may mắn, những điềm lành.
Đấy, thì trong những cái người vị tiên ngày xưa người ta cũng hay dùng những cái cổ đồ, những cái pháp khí như là đàn này, kiếm này, rồi hồ lô này, rồi những cái bảo bối ở đi kèm. Thì chính chính vì thế vào triều nhà Nguyên nhà Minh đó, thì người ta đã vẽ lên trên gốm sứ để mà nhằm mà chúc cho gia chủ đạt được những cái niềm may mắn, những cái pháp khí may mắn như vậy. Đây là cái cặp nậm Long Phụng. Đấy. Cặp nậm cái bầu rượu cái nậm này thì nó lành tiếp luôn. Nhưng mà cái người anh này nó có một cái vết tóc nhẹ đây. Đấy, người anh này cho bịt những cái vết bị cái vết tóc này đấy, mà nó người thợ đây là một người thợ giỏi ở ở quê em. Đấy, cách chạm khắc này, chạm khắc rất là tỉ mỉ này. Đấy, chạm hoa hoa sen này, hoa văn theo hình cánh sen và chạm vân mây để mà bịt cái vết tóc. Đấy, đây là người anh sưu tầm. Đấy là một cái cặp nậm. Đấy, Nậm Minh và Khang Hy. Đấy, cặp đôi Long Phụng lành tiếp. Và tất cả những hiện vật này đều em được em đóng gói cẩn thận và trao duyên gửi về miền Tây. Đấy, những món đồ này là thật giá trị. Khi chúng ta sưu tầm đạt được một cảnh giới cao thì tất cả đều những món này là lành. Đấy, thì nói chung là tiền nào thì của nấy, chung là lành thì nó khó kiếm. Đấy, nó dành cho những người hữu duyên, người có tâm. Đấy. Thì bác nào mà có nhu cầu muốn sở hữu những cái món đồ cổ được bảo hành chuẩn chỉ như thế này thì cứ kết nối với em để mà mình được sở hữu được hữu duyên những món đồ chuẩn chỉ, khi mà ở bên ngoài nó có vô vàn những cái nơi mà người ta bán lọc lừa. Đấy, có những người khách hàng của em mà khi mà họ mua đồ, những người bán những món đồ chỉ vài chục năm tuổi thôi nhưng mà bảo là đồ Tống Đường Nguyên Minh Khang Hy các kiểu vân vân, để mà lọc lừa những cái người mà mới vào chơi, những người có tâm huyết muốn lưu giữ những món đồ cổ, nhưng mà lại 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 lại, lại, lại gặp những người không có tâm, không có đạo đức thì chúng ta hay bị nhầm và trả giá cực kỳ đắt. Nên chúng ta hãy thật sự là cẩn trọng khi mà giao lưu hoặc là sở hữu những cái nơi mà không uy tín như vậy. Thì bác nào mà có nhu cầu muốn sở hữu thì tất cả em được đều có giấy bảo hành này. Đấy, bảo hành vừa bảo hành chuẩn cổ suốt đời luôn, vừa đảm bảo cho các bác là vừa chơi các bác sở hữu trong vòng 3 năm các bác chán các bác gửi lại em, cam kết gửi lại đủ tiền luôn. Đấy, thì trong từng những cái video clip em luôn luôn giới thiệu rằng là luôn đảm bảo cho cái người sưu tầm một cái kinh tế, nói chung là vừa được chơi vừa được lưu giữ cái giá trị đồng tiền, và đồ cổ nó là một cái kênh mà nó đảm bảo cái dòng tiền của chúng ta nó được được trú ngụ một cách tốt nhất. Nên chính vì thế những cái người có địa vị cao trong xã hội người ta hay dồn tiền để mà sở hữu những cổ vật quý, những món cổ vật mà chính đáng như thế này. Nên bác nào yêu thì cứ kết nối gọi điện cho em để mà được sở hữu.